Em Vũ xin chào bà con đã trở lại bằng ánh nhỏ của tụi em ha. Hôm nay phục trước quay 2022 là về ha. Phục trước quay 2022 là nó sẽ là thắng đĩa. Đĩa mà đĩa bằng thì chúng ta sẽ gắn vô những dòng xe nào là ví dụ phụ chỉ xăng cơ là gắn được nè, đó tập phục á. Phụ chỉ xăng cơ là gắn được. Nó khác với cái đầu của Việt Nam mình. Nó là đầu Thái cho nên cái giá nó mắc hơn. Cái hộp nó cũng khác, hộp nó cứng chắc hơn. Cứng ít khi nào bị mớp, còn của Việt Nam thì nó sẽ bị mớp hơn. Tại Việt Nam thì tiêu chuẩn nó thấp thì rẻ tiền hơn. Đầu Thái thì tiêu chuẩn cao mắc tiền hơn. Thì nó có đó thôi, nói chung là vậy. Còn cặp phục này là gì đây? Full Chanel FI ha. Full Chanel FI của Việt Nam mình nè, KTM981 là Full Chanel FI ha. Nó sẽ vô Full Chanel FI và Full Chanel GT. Thì hôm bữa em có đầu Thái đó. Đầu Thái của Quy 2010 cao cấp đó, nó tới là 1.9 triệu. Còn đây là đầu của Việt Nam thì 1.50 triệu thôi. Là của Honda chính hãng Việt Nam nha, chứ không phải là đầu pha ke nha. Honda chính hãng Việt Nam thì chính vì 1.50 triệu một cặp. Đây nước sơn đẹp vậy đây ha. KTM này bà con ha. Đời 22 đây. Đó, nó không có cái cửa bóng ta để mét nha. Một bên bên đây là cây phục trái. Này là của Honda Nhật Bản hợp tác với Honda Việt Nam. Đó, cái kia là cái này nè, bên đây là cái heo dầu hai bít tông mà bắt vô đây nè ha. KTM nước sơn đã nè, để anh em đi phục hồi, anh em đi sơn đồ lại thì cái chất lượng nó, mình mót mình xài lại nó đâu có im đâu. Còn đây là phục mới luôn, nhúng là nhúng ọt ha. Rồi cặp phục này 1.50 triệu cho qua nha. Tiếp theo là phục trước của Thái, phục đĩa bằng đây. Đĩa bằng là của Quay 2022 đó. Ở đây thì tụi em kêu Quay cho dễ phân biệt, nhưng mà anh em thì người ta kêu bằng Quay Thái. Quay Thái thì nó có hàng nhóc đời Quay Thái chân nó từ đời 98, 99, 110, ô nó cũng là Quay Thái. Cho nên mình kêu Quay 2022 mình phân biệt cái năm sản xuất cho nó dễ ha. Đây là Quay 2022. Đó. Thì một cặp sẽ là 1.6 triệu. Thì chúng ta sẽ gắn vô Full Chanel FI. Lộn, Full Chanel X bình xăng con á. Rồi qua EDX, nói chung là hàng nào từ đời 2010 đến 2022, 23 luôn. EDX, Blast luôn. Hàng nào là thắng đẻ là vô được hết. Quay đầu dò từ đời 2012 đến 2016. Quay led từ 2017 đến 2023 nữa. Thì ai bị hư phuộc, xì phuộc rồi thì chúng ta mua rồi gắn vô. Cái này thì nó chỉ là 1.6 triệu thôi. Nè, K73T31. Chút cần lấy trái khoảng chụp hình vô cho điện thoại, cần lấy giữ hai mã là đã bán hết, không biết được mã nào. Bên này máy anh quá trời nhiều, khi nhớ không nổi. Rồi nước sơn bao đẹp luôn nha bà con ha. Gắn qua full led thì ok luôn. Full led, full mập. Nó quay đầu dò, quay led, EGX, Blast ha. Thằng nào mà để bằng thì đưa vô hàng 1.6 triệu cặp. Chưa có tiền ship nha. Đồ Thái thì nó hơi nhỉnh hơn, hơi cao hơn chút xíu à. Còn cái cây bên trái của nó này là nó có cái cửa báo công tơ Demet ở đây. Không, đặng chúng ta gắn cái chập nhông của tôi để mét cho nó dịnh cái cửa lại đó. Phục quá êm, giống mềm lắm mà coi. Nè, 1.6 triệu một cặp phục mới của Thái đây. Đây, rồi giờ sao một cặp. Rồi tiếp theo sẽ là mấy cái món hàng bên đây. Cặp nào đó? Gớt hả? Cái này là phục gớt. Phục GS của chính hãng Việt Nam thì cái giá nó là 1.150.000. Nó là KTL641 KTL nha. Hồi nãy là KTM, này là của Full Chanel FI, giấc này là của GS là KTM, này của Honda Nhật Bản hợp tác với Vĩnh Phúc và Việt Nam mình, tới với Honda Việt Nam Vĩnh Phúc thì sẽ cho ra cặp phục này. Thằng bên phải nó là sử dụng đĩa lõm 4 lỗ heo dầu 2 bít tông. Bên phải đây
sử dụng hàng dầu 2 bê tông. Bên trái nó là có cái cửa báo công tơ đầy mét. Cửa báo công tơ đầy mét đây ha. Rồi nó bắt nó gài vô đây. Thì như vậy thì nó sẽ gắn lên phu chờ 2 là vừa. Phu chờ 2 nó cũng là để lõm heo dầu 2 bê tông, để lõm 4 lỗ. À, bên đây là có cửa là phu chờ 2. Rồi phu chờ neo kim. Neo kim từ 2 là 5, là 6, là 7, là 8, là 9 luôn. Đó. Phuộc gắn vô gỡ ớt. Đó. Rồi hàng quay ớt Thái luôn, rồi cởi quay ớt Việt Nam luôn, là sử dụng heo dầu 2 bê tông. Và bên đây là có chụp các báo công tơ đầy mét. Rồi nó sẽ sử dụng chung cái dòng phuộc gỡ ớt này. Thông dụng nha. Thì một cặp là 1.150.000 đó. Đồ hãng Việt Nam thì anh em nào có nhu cầu thì mua thì alo ha. Honda chính hãng Việt Nam. Đồ Thái thì em nói Thái, Việt Nam thì em nói Việt Nam nha. Ai có nhu cầu thì alo. Ok luôn, nhúng là nhất ọc ọc là ok à. Bán rồi. Rồi à, bao tay ga 110, à, ốc chích bẩn. Rồi à, nói chung là bên này có đồ là 110 là phục vụ cho bà con nè. Rồi 110 thì anh em đi mua đi, cái gì cũng có hết, bên này cái gì cũng có hết. Có những món là thị trường không có mà anh em vẫn có ha. Ví dụ là ốc chích bẩn nè, một con tới 60.000 ốc chích bẩn 110. Đó là bao cho anh em, mà thị trường anh em đi mua không có luôn. Ốc chích bẩn quay 110 rất là đẹp đây, 60.000 một con nha. Không có lông đền, không có nè. Không có lông đền, không có ạc gô gì cho nghe bà con ha. Vậy là 60.000 con đó, một con là một cái miếng tem Thái như thế này đây. Ốc chích bẩn dày mo luôn ha, đi gan ốc chiên ngày xưa đó. À, không có dấu dẫn dẹo ốc gì chân ha. Còn anh em dặn mấy cái ốc cũ thì dặn nhiều dẹo dẹo chân là nó xấu quá à. Nhiều người đã muốn mua thay vô mà tao mua không có, mua đồ Việt Nam cũng không có nữa. Là hãng mua cũng không có nữa. Nó thêm thấy gì đâu, còn ông một con 60.000 chứ tao mua lắm, có người mua 5 con, 6 con, người mua có người 3 con, 4 con thì tùm lắm nhá. Mặt nạ quay 110 màu đỏ. Thì thời gian sau sẽ có mấy cái màu khác, anh em có mua mấy cái màu khác thì chờ đợi thời gian sau nha. Màu đỏ 200.000, miếng mặt nạ của quay 110 Thái. Hết sức là đẹp. Đồ 110 thì nó đóng nó sơn hai lớp luôn. Thêm lắm. Đây. Rồi thằng này cho qua. Mặt nạ qua 110 à, 200.000 một miếng. Một cặp bao tay có 110 gù inox nữa. Gù inox thì vẫn còn hàng nha bà con ha. Bao tay ga có qua 110, bên trái với bên phải là 150. Anh em có thể mua chung với gù inox về gắn xe chơi, gắn phu chờ neo rồi chơi. Phu chờ neo qua 110, phu chờ 2, phu chờ ít, phu chờ mập, phu chờ led thì nó vô được hết trơn nha. Đây là bao tay ga Thái rất là mịn, mịn màng, mịn im. Thì chúng ta có thể mua này với gù si về gắn vô. Cặp bao tay ga này 150.000. Rồi có cái ống ga luôn nha, ống ga loại này đây. Rất là mịn nè. Chá nắng. À, nó qua đây mới thấy. Mịn màng. Nó mổ màu trắng, ra màu trắng. Này chúng ta đưa cặp gù inox nó tới tay luôn ha. Ra mịn thì chúng ta cái cỡ cảm giác lên là chạy cắm nắm cái tay ga này chạy rất là êm. Còn mà mấy cái xe Nhật mà cái tay ga nó chai cứng cọng chân nhiều năm quá đó, chạy nó đâu còn cảm giác im nữa. Chúng ta thơm mua thôi, cái này là đưa vô cái cảm giác giống như cảm ứng. Mềm 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 thì cảm giác nó im hơn.
Dây điện sườn có quay 110 là khoảng là 1,2 triệu ha. Dây điện sườn quay 110 thái 1,2 triệu, dây xịn nha bà con ha. Tấm KFL vô dây luôn nha. Xịn sò đây. KFL vô đây luôn. Đó. KFL 850. Châu chấu và cái chỗ thao chỗ đồng của người ta dàn khè ha. Nó có cái chụp này vô nè, nó chụp vào vô nước này nó không bị hư. Trời ơi dây điện gì nhiều dữ vậy. Rồi cái đường dây điện sườn có 110 thái là 1,2 triệu rồi con ha. Quấn rất là sắc sảo. Mấy cái mối này thì có pha vàng 18 nè. Chứ nó nó vàng. Rồi chì đó nè. Chui chấu gì của nó vàng khè ha. Đó là kiểu chui nào mà gắn với IC. Rồi cho qua. Rồi tiếp theo là cặp tay có qua 110 đây. Còn có mấy bộ nữa hết hàng rồi. Cặp tê quay 110 là 600 ngàn một bộ nha bà con ha. Cái này là bọc sên đó. Ở đây kêu bằng cặp tê. Những như quay nhỏ cũng vừa, quay 98 cũng vừa ha. Quay 110 thì vừa các đời. Rồi quanh qua lớp trắng lớp đen là quay nhỏ đó. Cũng vừa các đời luôn. Quay dít ít cũng vừa luôn nha. Cái bộ cặp tê của Thái này dày dặn. Đó. Dày dặn, cứng chắc. Giá là 600 ngàn bộ. Rồi cái phần này cho qua bọc tre đưa cái tem Thái nó quay lên luôn trong cái hộp á. Tem Thái bên đầu nè. Tem Thái đây ha. Rồi cho qua. Đầu Thái nó chưa nhỏ xíu rồi. Năm chui á, nhỏ xíu. Nè, 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 cầm á, cầm á. Rồi tiếp theo sẽ là chuyện lên, chuyện lên. Chuyện lên. Lọc gió qua 110 thái đây. Lọc gió hình như quên mất tiêu kẹo. 200 mấy hả? Rồi quên giá luôn à. Rồi nếu mà cái lọc gió này bán lẻ là 250 nha bà con ha. Lọc gió qua 110 nè. Nó anh em mà bị hư lọc gió mua thay vô. Lọc gió qua 110 là 250. Còn gió tay lại nguyên combo hết trơn ơi. Còn nguyên combo. Nguyên combo nó là cái cục thun nhỏ nè. Thun nhỏ nè, cái dây xá xị nè. Dây xá xị đây. Cái họng boe nó đây. Hai cái nắp chụp ở trên cái boe nè. Cổ dê nè. Hai cái chụp nè, chụp boe trên nè. Cái này là cục thun nè. Rồi, đó là cái miệng boe đây. KFL. Đó, thì anh em nào có dọn 110 thì nếu anh em mua nguyên combo. Nguyên combo này đây. Thì bao gồm boe nói chung là đầy đủ hết trơn đó. Này nó thiếu mấy cái cẩu dê nhỏ đó bắt thun nè, cẩu dê nè, cẩu dê bắt dê xá xị rồi nè ha. Còn trái xá xị nữa kìa. Bao gồm có xá xị. Nè, bao gồm là xá xị nè. Dây xá xị nè, boe đầy đủ hết trơn là 800 ngàn nếu mà mua nguyên combo ha. 750, còn mua nguyên combo thì mua lẻ thì 800, chạy ra 800, còn mua nguyên combo thì 750 ngàn nha bà con ha. Xá xị đây. Rồi clip này đến đây là kết thúc nha bà con cô bác ha. Hẹn bà con cô bác lại clip sau đây.